chúng ta cần phải giải quyết nhu cầu cho khách. Hay. Và khách hàng chỉ làm việc với ai? Họ là chứ? Dạ. Tuy nhiên mới lúc đầu chúng ta ra khởi nghiệp chúng ta có chuyên gia chưa? Chưa. Thì chúng ta phải, nên là mình nói là chúng ta phải biết chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta phải làm những việc gì để chúng ta tiến lên. Thế như cái biểu đồ này, phải biết đang đứng ở đâu và từng hành động một chúng ta làm gì, từng hành động chúng ta làm phải biết rất là chính xác từng hành động chúng ta làm và cái mục tiêu chúng ta là chúng ta trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Ok chưa? Và như thế nào ạ? Mới khi bất kỳ ai cũng vậy á, lúc trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy thôi, bạn mới bắt đầu bạn là level gì? Baby. Ôi chứ ai cũng bắt đầu từ level baby hết. Baby là một đứa bé nhỏ, nó không biết cái gì hết. Ok chưa? Bạn mới bước vào một cái lĩnh vực đó, bạn có biết gì không? Không. Cái bây giờ mà trước khi mà bạn làm cái toán nhỏ là trước kia bạn cũng của vậy. Có biết làm cái toán đâu. Ok. Level baby. Chúng ta ở đây rất là nhiều người đang nằm ở level baby. Cứ an tâm biết mình đang đứng ở baby là tuyệt vời rồi, ok không? Nhưng mà hành trình của chúng ta là chúng ta tiến tới cái level rất là cao là chuyên gia. Ok chưa? Thế thì chúng ta sẽ tiến tới một cái bước tiếp theo, đó là level gì? Student. Ok chưa? Chúng ta phải tiến tới level baby là cái gì cũng không biết. Ok chưa? Thì các bạn mới đến cái lớp này để các bạn biết. Ok, khi chúng ta biết và chúng ta làm một số hành động đó, ví dụ như các bạn muốn kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm đúng không? Thì các bạn đến đây các bạn mới hiểu cái hành trình kinh doanh và lập ra cái trang gia. Dĩ nhiên cái ngày đầu các bạn làm trang gia các bạn đang ở level gì? Baby. Baby. Và các bạn phải làm những cái hành động đó, nhưng mình yêu cầu các bạn là phải viết bài theo đúng cái plan đó đúng không? Và rõ ràng nếu qua những cái thời gian này mà các bạn nào làm được đó, thì rõ ràng các bạn thấy là bắt đầu bạn am hiểu về lĩnh vực đó. Có không? Có. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến lần lên. Chúng ta tiến lần lên. Các bạn thấy kiến thức về lĩnh vực đó bắt đầu bạn đúng rồi hiểu rồi. Bắt đầu nó thông ra rồi. Tiến lần lên. Cơ bản như vậy chưa? À, tuy nhiên nó vẫn đạt level chuyên gia chưa? Cái chỗ này chúng ta cần phải có những hành động. Ok chưa? Chúng ta cần phải có thời gian. Chúng ta phải có một cái KPI làm việc cụ thể thì nó mới tiến triển được. Đó là lý do mà các bạn nói rằng là em không biết cái này, em không biết cái kia, em hướng cái này, em hướng cái kia, là nó đang thể hiện rằng là chúng ta đang trên hành trình từ baby đến cái gì? Student. Như hồi nãy các bạn hỏi mình đó. Em có cái từ khóa đó rồi, em không biết nó. Làm bắt đầu nó xảy ra tiền đường đó, chúng ta mới biết rồi. Một ngày nào đó cái việc viết bài bạn bắt đầu bạn nó thông cái việc cái đó hồi về các bạn không còn vướng nữa, viết bài rất là ngọt, mọi thứ ngon, quét sử dụng nhanh. Ok, bắt đầu chúng ta lại từ hành trình student lên level gì? Teacher. Ok chưa? Level teacher là level gì? Có thể chỉ lại cho người khác. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Lúc này bắt đầu có một cái số công việc khác, có cái công việc viết bài làm web đồ này kia là các bạn miễn lắm rồi. Ok chưa? Nhưng mà việc nó nhiều không? Rất là nhiều, chúng ta phải đảm đương những việc khác. Việc này bắt đầu mướn nhân viên vô làm và chỉ lại chứ. Nó chừng nào chúng ta chỉ lại và chúng ta kiểm soát nó và nó làm rất là ngọt. Ok không? Chúng ta không bị vướng bận gì hết, chỉ cần kiểm soát thôi, chỉ là chúng ta đã lên được level gì? Teacher. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Tới một ngày nào đó, ok, chúng ta có vấn đề rất là nhiều. Những cái vấn đề gì trước bộ trong lĩnh vực này chúng ta đều biết hết. Thì chúng ta trở thành level gì? Master. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì chúng ta sẽ trở thành gì? Chuyên? Chuyên gia. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì nói đi nói lại rồi, khách hàng chỉ trả tiền cho chuyên gia. Bạn muốn thu nhập cao, bạn phải trở thành chuyên gia. Không ai trả lời tiền cho những người mà có cái hiểu biết, kiến thức và lĩnh vực đó thấp hết. Ok chưa? Và nếu bạn còn nằm ở level baby
và level student, thì chắc chắn hai level này là bạn mất tiền. Các bạn nên hiểu ra điều này chưa? Chỉ có bắt đầu lên level teacher này các bạn bắt đầu các bạn có tiền. Level master là level có tiền nhiều nhất. Ok chưa? Ok chưa? Hành trình nào chúng ta đi đến cái level này thôi đó. Các bạn có sẵn sàng trở thành chuyên gia chưa? Và cái việc mà mình yêu cầu các bạn xây dựng cái trang chuyên gia này là chúng ta đang làm một cái mô thức gì? Chúng ta đang ở đây nè, đúng không? Các bạn đang ở cái vị trí này nè, là vị trí B nè, và các bạn muốn đạt được cái vị trí này là vị trí gì ạ? A nè. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Y như cái mũi tên hồi nãy mệt vậy. Ok, mục tiêu của chúng ta đó là ở đây này. Chúng ta đang xuất phát điểm ở đây này. Từ một người không biết viết bài này, không biết từ khóa là gì này, không biết web là gì này. Đúng, bạn nói bạn không biết viết bài, đúng rồi. Ok chưa, bạn nói bạn không biết web là gì, đúng rồi. Bạn nói đúng luôn. Bạn nói gì phải thắc mắc, tại vì em không biết. Các bạn nhìn ra rồi đấy, bạn đã có vị trí này mà. Và chúng ta phải làm việc đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Những cái công việc chúng ta có cái là hàng ngày một mức nào đó chúng ta hoàn toàn tiền nó lên à. Hình dung chưa? Hình dung chưa các bạn ơi? Yeah. Hành trình trở thành chuyên gia là phải đi theo đúng cái bước này. Mà các bạn có nhiều bạn cũng làm web rồi ra ngoài kia nghe người ta xúi làm này, làm gì? Đi ra này mình cứ làm web chuyên gia chừng cuối cùng làm web shop. Ok chưa? Ok chưa? Mục tiêu là chúng ta trở thành chứ? Yeah. Chừng cuối cùng xây dựng web với sự web shop trong bước không? Các bạn hiểu không? Yeah. Có không? Có. Đi bước xong đó. Yeah, nhân ở đây. Lúc này quá thú vị. Yeah. Quá thú vị.